Xin chào, 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Những chapter gần đây của One Piece thật sự quá mức tuyệt vời, với những thông tin khiến chúng ta không khỏi rùng mình vì kinh ngạc và phấn khích. Chẳng hạn như chapter 1058 mới đây, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết mức tiền truy nã của các thành viên trong bang Murom sau ác Wano Cook là bao nhiêu. Bên cạnh Tứ Hoàng Luffy 3 tỷ Belly thì phần còn lại cũng rất ấn tượng. Chopper 1000 Belly, Nami 363 triệu Belly, Brook 383 triệu Belly, Franky 394 triệu Belly, Usopp 500 triệu Belly, Robin 930 triệu Belly, Sanji 1 tỷ 032 triệu Belly, Zinbe 1 tỷ 100 triệu Belly và cuối cùng là Zoro với 1 tỷ 111 triệu Belly. Tất nhiên, đây chưa phải là mức tiền truy nã cuối cùng của họ, nó sẽ còn tăng rất nhiều nữa trong tương lai. Không chỉ tiền truy nã của các thành viên trong bang Murom được tiết lộ trong chapter này, chúng ta cũng đã biết Mihawk, Crocodile và Bucky có tiền truy nã là bao nhiêu. Cụ thể, mức tiền truy nã của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracula Mihawk là 3 tỷ 590 triệu Belly, một con số thật sự ấn tượng. Crocodile là 1 tỷ 965 triệu Belly, cũng ấn tượng không kém, khi mà trước đó mức tiền truy nã bị đóng băng của cá sấu chỉ là 81 triệu Belly. Nhưng ấn tượng nhất phải là Bucky, khi 2 năm trước chỉ có mức tiền truy nã là 15 triệu Belly, nhưng ngay lúc này đã là 3 tỷ 189 triệu Belly, vô cùng kinh khủng khiếp. Bucky được truy nã cao như vậy là bởi cái danh xưng Tứ Hoàng, là bởi vì Hải Quân đánh giá Bucky rất nguy hiểm, khi nghĩ rằng Bucky là người đã lập ra hội Rod chứ không phải là Mihawk với Crocodile. Và dù có một vẻ ngoài hào nhoáng với danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng cuộc sống thật sự của Bucky thì lại không hề có một chút màu hồng nào, mà chỉ là một màu đen u tối. Chỉ là con rối của Mihawk với Crocodile, quá thê thảm cho Bucky khi mà chỉ dùng nước bọt để luồn lách đánh võng ở đại hải trình. Không những vậy thì quân cách mạng cũng đã xuất hiện trong chapter này với hình ảnh Kumai ngồi trước mặt Dragon bắt đầu kể lại mọi thứ và một cuộc gọi từ Sabo. Tình hình Sabo như thế nào? Bang Murom sẽ đi về đâu? Hội Rod sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ được biết, nhưng không phải là trong chapter 1059 mới nhắc này. Thay vào đó thì Oda sẽ cho chúng ta biết những thông tin thật sự thú vị xoay quanh Tứ Hoàng Rodan và những người bạn. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh nướng trang trại và phân tích quanh bi chapter 1059 mới nhất cực kỳ hấp dẫn này. Với chiêu cuối hợp chất điên loạn, Rataclas sẽ giải phóng một đám mây hóa chất độc hại. Kẻ địch hít phải khí độc sẽ bị thao túng bởi ả và trở nên cuồng loạn. Khi cuồng loạn, tốc độ đánh của chúng được gia tăng và chúng sẽ tự động tấn công mục tiêu gần nhất, ưu tiên chính đồng minh của chúng. Đó là tình cảnh hiện tại của Katakuri với Owen trong chapter này. Khí phải khí ga gây mất ý thức của Shisakalo. Chapter mở đầu bằng hình ảnh con tàu Red Fox đang ở gần vùng biển hòn đảo Nhân Sư, quê hương râu trắng. Marco nói lời cảm ơn vì Shane đã cho đi cá, còn Shane thì cũng chọc ghẹo Marco, giống như cái lần Shane lên tàu râu trắng 2 năm trước. Sao thế, tướng cậu muốn trở thành đồng đội của tôi chứ? Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí đó, tôi không còn rảnh mà làm bảo mẫu cho đại hải tặc nữa đâu. Đối với Marco thì râu trắng là tất cả, và khi râu trắng không còn nữa thì Marco tiếp tục thực hiện những điều mà râu trắng còn dang dở, bảo vệ chăm sóc những người dân trên hòn đảo Nhân Sư, nơi mà râu trắng xem như là quê hương của mình, dù ông chẳng có người thân nào ở đây cả. Trên đó thì bạn có thấy gì không? Mặc dù liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido đã bị đánh bại hơn một tuần, cũng như sư một trái quỷ doanh thần thoại có năng lực phục hồi rất nhanh chóng, nhưng cơ thể của Marco vẫn còn băng bó. Nó cho thấy việc cầm chân cùng lúc cả King và Queen ngốc rất nhiều sức lực của Marco tới giường nào. Cũng phải thôi, bởi tiền truy nã của King thậm chí còn cao hơn cứu cả Marco. Tiếp sau đó là một đoạn hồi tưởng khác ở Wano, là thời điểm ngay sau khi Đô đốc Ryokugyu buộc phải rời Wano sau khi bị tứ hoàng Sanji tóc đỏ dàn mặt. Yamato xuất hiện ngay chỗ nhóm Luffy đang ngồi hóng hớt tình hình. Luffy bất ngờ khi Yamato nói rằng sẽ không ra khơi cùng với bang Murom, còn Sanji thì la hét trong buồng bã. Và chúng ta đã biết lý do thật sự cho việc Yamato chưa ra khơi ngay lúc này là gì. Và như tôi đã nói trước đó, nó không phải chỉ đơn thuần là vì Yamato muốn đi một vòng quanh Wano trước khi ra khơi giống như Kozuki Oden. Đó chỉ đơn thuần là một mục tiêu Yamato muốn thực hiện khi quyết định ở lại Wano Quốc mà thôi. Lý do thật sự khiến Yamato quyết định chưa ra khơi cùng bang Murom đó là vì Yamato vẫn còn rất lo lắng cho vận mệnh của Wano Quốc sau khi chứng kiến một đô đốc Ryokugyu vô cùng điên loạn đầy nguy hiểm. Bởi với sức mạnh của Momonosuke và các samurai ở hiện tại thì sẽ rất khó để bảo vệ Wano Quốc trước sự nhòm ngó của chính quyền thế giới. Khi mà một mình người rừng Ryokugyu đã có thể dễ dàng xâm nhập Wano Quốc, đánh bại các samurai mạnh nhất ở đất nước này. Và nếu không có những người ngoài như là Sanji tóc đỏ hay bang Murom thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và giống như Kaido đã nói trước đó, khi ăn trái quỷ doanh thần thoại Inu Inu no Mi, mô độ sói thần Oguchi no Makami, Yamato đã trở thành hộ thần của Wano Quốc và cô phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Và không chỉ Yamato nhận ra điều đó mà Luffy cũng vậy, cũng chưa thật sự an tâm với sức mạnh của Momonosuke ở hiện tại. Và việc Yamato ở lại Wano Quốc này cũng đã giúp Luffy an tâm phần nào. Và có thể thấy cũng giống như việc Zinbe rất muốn trở thành một phần của bang Murom khi liên tục nói về Luffy trước mặt đàn em trong bang hải tặc mặt trời, thì Yamato cũng vậy, nhưng vô tư hơn khi thể hiện điều đó trước mặt Luffy. Yamato phấn khích đến tê cả người khi nghĩ đến viễn cảnh được ra khơi cùng với bang Murom. Và sự tương đồng giữa Yamato với Zinbe đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ tạm thời Yamato chưa thể ra khơi cùng với bang Murom vì phải cố gắng thúc đẩy Momonosuke trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tới khi nào Yamato tin rằng Momonosuke có thể tự bảo vệ Wano Quốc bằng chính sức mạnh của cậu ta. Giống như việc Shinbei phải giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện với Tứ Hoàng Big Mom thì mới đường chính chính gia nhập bang hải tặc Murom. Với một câu nói kinh điển nhất của Shinbei: không đời nào một con người quyết định gia nhập bang của vua hải tặc tương lai mà phải run sợ trước chỉ một Tứ Hoàng như mụ.
những việc Yamato sẽ làm với Momonosuke và đất nước Wano. Giờ đây không chỉ đơn thuần là hành động của riêng Yamato nữa, mà có thể xem là cách Bang Nurum, cách Luffy cố gắng giúp đỡ Wano Quốc, giúp đỡ những người bạn của mình. Kết hợp với việc Yamato biết Ryukyu mạnh như thế nào, tất cả điều này cho thấy dường như Oda đang xây dựng sức mạnh của Momonosuke trong tương lai gần là sẽ vượt qua cả một đô đốc hải quân như Ryukyu. Bởi chỉ như vậy thì Yamato mới thật sự an tâm ra khơi. Sau đó Phượng Hoàng Marco cũng xuất hiện để chào tạm biệt, vì Marco sắp rời Wano Quốc khi đã thành công xin đi kế xoay tóc đỏ. Marco không nhắc gì cả, nhưng Luffy nhớ lại chuyện Marco đã cứu mình ở Marineford 2 năm trước, nên nói rằng vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Và thật thú vị khi Luffy đã gọi Marco là Marco chứ không phải là anh đầu dứa hay là một cái nickname nào khác. Marco nói rằng chắc hẳn Ace sẽ tự hào lắm khi biết Luffy đi xa tới giường này. Nó khiến Luffy cười tươi trong hạnh phúc. Và trước khi bay tới tàu của xoay tóc đỏ thì Marco cũng không quên nói rằng thời đại mới này là của Luffy, hãy tiến lên. Chắc hẳn trong suốt chặng đường từ Wano Quốc về đảo Nhân Sư, Luffy cùng với Bang Murom sẽ là chủ đề chính của Sanji với Marco. Với điều này thì liệu Marco có quay trở lại với chúng ta hay không? Tôi tin rằng là có, nhưng hy vọng sẽ là theo một cách vui vẻ chứ không phải là một tin tức buồn. Marco đã bị Rau Đen giết chết. Và phần tiếp theo cũng là trọng tâm của chapter này, những diễn biến xoay quanh hòn đảo phụ nữ Amazon Lily với nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. Nhìn vào khung tranh này có thể thấy dường như hòn đảo Amazon Lily đã phải trải qua rất nhiều điều khủng khiếp khi mà ngọn núi khổng lồ đã bị vạc gần như một nửa. Mà theo như lời của trưởng lão Gloriosa thì đây là lần đầu tiên đàn ông xâm phạm hòn đảo này một cách nghiêm trọng đến vậy. Nó khiến cho Bo cảm thán, nếu cô vẫn còn lại đây thì hải quân vẫn sẽ tiếp tục kéo tới. Rõ ràng là vậy, nhưng biết đi đâu giờ. Và đi tìm cưới Luffy là điều mà Bo nghĩ tới. Luôn là vậy, Bo Hancock luôn muốn cưới Luffy, người đã khiến trái tim tưởng chừng như hóa đá của cô nàng tan chảy. Có thể thấy với việc đầu bị băng bó, Bo Hancock đã phải trải qua một trận chiến không mấy dễ dàng. Nhưng liệu chỉ với sức mạnh của hải quân thì có thể khiến Bo Hancock ra nông nỗi này, hay còn một ai khác đáng sợ hơn nhúng tay vào? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Nhưng trên hết thì bạn có thấy điều gì thú vị từ khuôn mặt của Bo Hancock lúc nãy? Bo Hancock luôn thể hiện một sự lạnh lùng vô cảm trong tất cả các trường hợp, nhưng khi đề cập tới Luffy, ánh mắt của cô nàng liền biểu lộ cảm xúc của một cô gái đang yêu, một ánh mắt thật sự rất có hồn. Tôi không nhớ trong chương trình nào, nhưng Oda đã từng nói rằng ông đã rất khó khăn để có thể toát lên vẻ đẹp thần thái của Bo Hancock sao cho giống một nữ hoàng hải tặc nhất. Và nhìn vào hình ảnh của Bo Hancock lúc này thì rõ ràng Oda đã quá thành công với những nét vẽ của mình. Dù bị thương buồn bã, nhưng thần thái khí chất của Bo Hancock vẫn là của một nữ hoàng hải tặc, khiến triệu con tim sẵn sàng nhảy vào lửa. Quay trở lại một vài tuần trước, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt chúng ta là cảnh hạm đội hải quân đang dàn binh bố trận liên tục nã pháo vào hòn đảo Amazon Lily. Và người đứng đầu lực lượng đi truy bắt Bo Hancock không phải là phó đô đốc Momonaga như tôi hy vọng, mà là phó đô đốc Yamakaze. Đồng thời thì trong chapter này chúng ta cũng đã biết SSG mà Fujitora đề cập tới trước đó là gì, lý do vì sao vị đô đốc này lại tự tin rằng nó có thể thay thế được hệ thống tóc vua hải vô cùng rủi ro. Đó là các Pacifista thế hệ mới tên là Seraphim. Tức Seraphim cũng là những người máy sinh học nhưng được nâng cấp sâu và rộng hơn, mạnh hơn rất nhiều nếu so với các Pacifista từng xuất hiện ở trận chiến thượng đỉnh Marineford 2 năm trước. Một đứa trẻ với đôi mắt có đồng tử hình ngôi sao xuất hiện. Các chiến binh tộc Kuza không muốn tấn công một đứa trẻ như thế, nhưng ngược lại, đứa trẻ này liên tục bắn tia laser về phía họ với một sức mạnh đáng sợ. Mà theo như lời của Squidby thì đó là một sức mạnh áp đảo. Và chúng ta biết rằng các chiến binh tộc Kuza không phải yếu khi họ có thể truyền haki vào những mũi tên của mình. Và bạn thấy gì không? Cô bé người máy sinh học Seraphim này có đôi cánh và ngọn lửa trên lưng giống hệt King. Còn cụ thể thế nào thì tôi sẽ nói rõ hơn trong phần sau của video này. Trong khi đó thì bạn hải tặc Rau Đen cũng đã xuất hiện phía sau hạm đội hải quân. Và Rau Đen đã dùng năng lực chấn động Gura để tạo ra những con sóng khổng lồ đánh dạt tàu chiến hải quân sang hai bên, để Saber Obsebet hùng hổ tiến lên phía trước. Trước đó khi biết thông tin hệ thống tắc vua hải đã bị xóa bỏ, Rau Đen đã cười lớn và nói rằng thay vì để nó rơi vào tay hải quân thì sẽ tự mình đi lấy nó. Và giờ thì chúng ta đã biết cái mà Rau Đen muốn tự mình đi cướp lấy là gì, không gì khác ngoài những trái quỷ có năng lực mạnh mẽ bá đạo. Mà cụ thể hơn thì Tứ Hoàng Rau Đen đang nhắm tới trái quỷ Mero Mero của Bo Hancock, một trái quỷ có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Còn nó mạnh mẽ như thế nào, đáng sợ ra sao, vì lý do gì mà Tứ Hoàng Rau Đen lại thèm khát trái quỷ Mero Mero đến vậy thì tôi cũng đã nói trong video này, bạn có thể xem lại. Dễ nhận ra chỉ có Katarina Devon với Vakosot là đi cùng với Rau Đen tấn công lên hòn đảo Amazon Lily, còn những thuyền trưởng Titanic khác thì vẫn ở lại tàu vì vẫn còn đó hải quân với con bài Seraphim rất mạnh. Và trong khi phó đô đốc Yamakaze chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên thì Tứ Hoàng Rau Đen đã tấn công phủ đầu dọn dẹp tất cả. Bởi với Rau Đen thì đám hải quân này chỉ như ruồi nhạn, không đáng để quan tâm. Bo Hancock cùng với trái Mero Mero mới là tất cả. Đồng thời thì theo như lời của Kobe, dường như việc sẽ có những bang hải tặc khác cũng nhòm ngó các cựu tóc vua hải đã nằm trong tính toán của hải quân. Và Kobe đang ra sức thuyết phục Bo Hancock đầu hàng, và tất nhiên là thuyền trưởng bang hải tặc Kuza đã từ chối, sau đó liền lao ra chiến đấu. Ngay chỗ tôi khoanh tròn này bạn có thấy gì không? Trước đó trong cover story từ bon thuyền thế giới về người đàn ông 500 triệu Belly, Voyage 22, chúng ta đã thấy Bo Hancock hạnh phúc sung sướng như thế nào khi biết tin Luffy đã đánh bại Doflamingo. Cùng với đó là hình ảnh Luffy trên tờ tri nã được cô nàng in ra khổ lớn, treo ngay bức tường thành đầy nổi bật. Thì giờ trong chapter này chúng ta đã thấy rõ nét hơn. Thú vị hơn nữa là Kobe đang đứng đối mặt với nó. Giỡn hả? Tóc trắng, da nâu và đôi cánh đen. Kèm theo đó là một ánh mắt kinh ngạc đầy lo lắng của Rau Đen xung rang.
Tú Hằng này không tin rằng bọn binh lính cấp dưới của mình đã bị một thằng nhãi như thế đánh bại. Rõ ràng Rodan biết về chủng tộc Lunaria và những gì đã xảy ra với chủng tộc này. Bởi Rodan cũng là một nhà khảo cổ học giống như Nico Robin của bạn Urum. Một Seraphim khác xuất hiện với khuôn mặt rất giống Mihak lúc nhỏ. Và tên người máy này cũng sử dụng một thanh kiếm chẳng khác gì Mihak. Và bạn có thấy gì không? Không cục mịch cứng nhắc như thế hệ Pacifista từng xuất hiện ở Marineford 2 năm trước. Những Seraphim này hành động một cách rất linh hoạt khi có thể dẫm lên cơ thể của một tên hải tặc với tư thế ngông nghênh của một con người. Khi nhìn thấy chữ BX trên ngực của tên người máy sinh học này thì Rodan mới ngớ người ra, đó là một người máy sinh học Pacifista. Đồng thời chúng ta cũng biết ngọn núi bị vạt một phần là do ai gây ra, không ai khác chính là do tên người máy sinh học có khuôn mặt rất giống Mihak lúc nhỏ này. Và mặc dù đường kiếm của tên Seraphim này rất mạnh, nhưng Rodan đã dễ dàng chặn nó bằng Haki vũ trang của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được thấy Rodan xài Haki vũ trang. Trong khi Rodan sử dụng chiêu thức hô đàn để hút tất cả, thì Bo Hancock cũng dùng những mũi tên nô lệ để hóa đá kẻ địch, bao gồm cả hệ Maple với Frodo Zamakazi. Và mặc dù cũng là Frodo cũng đã đều đối mặt với Bo Hancock, nhưng cái cách xử lý vấn đề của Momomonga với Zamakazi thật sự khác biệt. Momomonga sẵn sàng tự làm mình bị thương để không bị hóa đá, còn Zamakazi thì không có cách nào để cưỡng lại vẻ đẹp của Bo, quá tệ hại. Điều này cho thấy đẳng cấp sức mạnh của Bo Hancock là vượt trội hơn rất nhiều nếu so với một đô đốc hải quân. Kobe đã ngay lập tức ra lệnh cho các Seraphim dừng lại, bởi nếu tiếp tục tấn công bằng tia laser sẽ khiến cho những hải quân bị hóa đá nát vụn. Nó cũng đồng nghĩa với cái chết. Và không chỉ có Farrokh Yamakazi mà cả hai chỉ huy dưới trướng Rodan là Katarina Devon với Vakosot cũng dễ dàng bị Bo Hancock hóa đá. Thêm một minh chứng nữa cho đẳng cấp sức mạnh của Bo Hancock. Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao hai năm trước khi Bo Hancock đồng ý tới tham gia trận chiến thượng đỉnh Marineford, Sengoku đã tỏ ra rất vui mừng, bởi đơn giản Bo Hancock thật sự rất mạnh. Thế nhưng dù mạnh cỡ nào thì Bo Hancock cũng không thể chống lại được năng lực bóng tối Yami Yami của Rodan. Bo Hancock đã bị Rodan hút lấy rồi tấm cổ trong sự kinh hãi của các chiến binh tộc Kuza. Và không hổ danh là nữ hoàng hải tặc, một phụ nữ siêu Haki bá vương. Dù đang trong tình thế nguy hiểm tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Bo Hancock vẫn không có ý định cúi đầu. Khi thẳng thần nói rằng, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Cùng với đó là một ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn đối nghịch với ánh mắt khi nghĩ về Luffy. Bo Hancock có một đôi mắt thật sự biết nói. Và Rodan cũng không có ý định giấu giếm mục đích thật sự của mình, cướp đoạt trái quỷ Mero Mero. Và không một chút chần chừ sợ hãi, Bo Hancock tiếp tục nói rằng, năng lực Mero Mero trở nên đáng sợ như vậy là bởi sắc đẹp của mình. Hàm ý là một kẻ xấu xí như Rodan thì Mero Mero chẳng có tích sự gì đâu. Đồng thời nếu Bo Hancock chết thì những kẻ bị hóa đá cũng sẽ chết. Thậm chí người kế tiếp ăn trái quỷ này cũng không thể hóa giải được. Và với một kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình như Rodan thì những lời của Bo Hancock cũng không có mấy tác dụng. Tất ý của tôi là Rodan sẵn sàng hy sinh hai thuyền trưởng Titanic là Katarina Devon với Vakosot nếu điều đó là cần thiết. Trên hết thì bạn có thấy gì thú vị không? Kobe chỉ cao 1m67, cậu ta tỏ ra vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh một Rodan cao tới 3m44. Và sau tất cả, sau mất tiền truy nã của rất nhiều hải tặc khác tiến khác, thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết mất tiền truy nã của Bo Hancock cũng như của Rodan ở hiện tại là bao nhiêu. Cửu Thất Vũ Hải, nữ hoàng hải tặc Bo Hancock có mất tiền truy nã là 1.659.000.000 Bailey, một số tiền thật sự ấn tượng. Nếu chúng ta biết rằng Phượng Hoàng Bắc Cô chỉ có mất tiền truy nã là 1.374.000.000 Bailey, hay Okanban King chỉ là 1.390.000.000 Bailey, hay thậm chí một kẻ mạnh như Katakuri cũng chỉ là 1.057.000.000 Bailey. Nó cho thấy chính quyền thế giới đánh giá Bo Hancock thật sự rất nguy hiểm. Đồng thời với mức tiền truy nã này, Bo Hancock trở thành nữ hải tặc có mức tiền truy nã cao thứ hai trong NB, chỉ xếp sau tứ hoàng Big Mom, 4.388.000.000 Bailey. Và thú vị hơn nữa, đây chỉ mới là lần đầu tiên Bo Hancock được tăng tiền truy nã từ 80.000.000 Bailey lên thành 1.659.000.000 Bailey. Bởi ngay trong lần đầu tiên ra khơi làm hải tặc 58 tuổi, Bo Hancock đã có mức tiền truy nã là 80.000.000 Bailey, đồng thời được hải quân 15 thất vua hải cho tới hiện tại, quá mức ấn tượng. Còn tứ hoàng Rodan thì sao? Trước khi chấp tơ 1059 này ra lò, Rodan là tứ hoàng có mức tiền truy nã thấp nhất, chỉ là 2.247.600.000 Bailey. Nhưng như tôi đã nói từ rất lâu, chắc chắn Rodan sẽ còn được tăng tiền truy nã một lần nữa. Bởi với sự mưu mô, nham hiểm cùng với sức mạnh vô cùng bá đạo của mình, thì tiền truy nã của Rodan không thể nào xếp dưới Buggy, Luffy hay là Mihawk như thế. Đó là một điều rất khó chấp nhận được. Và thật vậy, Oda đã cập nhật mức tiền truy nã cho Rodan, một con số thật sự ấn tượng, 3.996.000.000 Bailey. Nó nói lên rằng mọi thứ của Rodan ở hiện tại là không hề kém cạnh tứ hoàng xanh tóc đỏ, người có mức tiền truy nã là 4.048.900.000 Bailey, từ sức mạnh cho tới sự nguy hiểm. Và cũng giống như xoay tóc đỏ, tôi nghĩ rằng đây chính là mức tiền truy nã cao nhất mà Rodan có thể đạt được. Và với mức tiền truy nã này, Rodan trở thành tứ hoàng có mức tiền truy nã cao thứ hai ở hiện tại, và là hải tặc có mức tiền truy nã cao thứ sáu trong NB, chỉ xếp sau những đại hải tặc như là Roger, Râu Trắng, Kaido, Big Mom và xoay tóc đỏ. Tôi không biết thứ tự này có bị đảo lộn khi Oda công bố mức tiền truy nã của vua bóng tối Silver Rayleigh hay không. Trước đó chúng ta đã thấy trong phần giới thiệu về những thất vua hải mới, hải quân đã nói rằng Lo chính là chủ mưu đằng sau vụ thế hệ khủng bố cảng Rocky. Và tất nhiên thời điểm đó Lo chưa liên minh với bang hải tặc Murom. Đồng thời sau khi gặp Kobe, Kira đã tiết lộ tiếp Kobe chính là người hùng trong biến cố cảng Rocky khi đã cứu được rất nhiều người dân vô tội. Và trong chapter 1059 mới nhắc này, theo như lời của Rodan, chúng ta đã biết thêm về sự kiện ít được nhắc tới nhưng không kém phần quan trọng này.
Theo đó, Kobe chính là người đã giúp Rodan đánh bại Ochoku, Vương Trực, một cựu thành viên của bang Hải Tặc Rock. Để rồi sau đó, Tứ Hoàng Rodan chiếm trị trở thành ông chủ của hòn đảo Hải Tặc, như chúng ta đã biết từ chapter 925. Với thông tin này, thì cùng với Kaido Big Mom, Vương Trực là thành viên tiếp theo của bang Hải Tặc Rock xuất hiện và còn sống ở hiện tại. Và phải chăng đây chính là huyền thoại đang ngủ yên mà Oda đã từng đề cập tới? Sức mạnh của hải tặc này như thế nào, chúng ta chưa biết, nhưng để có thể gia nhập bang Hải Tặc Rock thì cũng không phải là dạng vừa. Đồng thời với hai trái ác quỷ rất mạnh trong tay, nhưng Rodan đã phải cần tới sự giúp sức theo một cách vô tình của Kobe thì mới có thể đánh bại được Vương Trực. Nó cho thấy có thể Vương Trực không ăn trái quỷ mà chỉ thuần Haki, nên phần nào khắc chế được sự đáng sợ của trái quỷ bóng tối, khiến Rodan không thể nào nhanh chóng đánh bại được hắn ta. Vậy biến cố cản Rocky này, chúng ta có thể hình dung nó như thế nào? Theo tôi, khả năng cao Hải Quân đã có được thông tin tình báo rằng bang Hải Tặc Rodan đang có mặt tại hòn đảo Tô Ông để lật đổ Vương Trực. Hải Quân liền điều một hạm đội với Kobe dẫn đầu để giải quyết vấn đề. Kobe thấy rằng so với Rodan thì Vương Trực nguy hiểm hơn, gây ra rất nhiều rủi ro cho dân thường hơn, nên đã hợp sức với Rodan thêm một cách nào đó đánh bại hắn ta. Còn Law thì có vai trò gì đây? Theo các cách Hải Quân nói, Law là chủ mưu đằng sau vụ này, có nghĩa khả năng cao Law đã đứng sau giật dây để Rodan với Vương Trực đụng độ tàn sát lẫn nhau, còn Law thì tỏa sơn quan hộ đấu. Đồng thời với sự xuất hiện của Vương Trực trong chapter này, khả năng cao người đàn ông có vết bỏng mà Kit từng nhắc tới mới đây là Vương Trực, không ngoại trừ khả năng đó, bởi Law đã tỏ ra vô cùng đăm chiêu khó chịu khi nghe Kit nói. Dù thế nào thì One Piece cũng đang bắt đầu rất thú vị khi rất nhiều kẻ mạnh xuất hiện để tranh giành kho báu One Piece. Rodan hỏi Kobe đón xem Bo Hancock có biến tất cả trở lại như cũ hay không sau khi được thả ra, và Bo Hancock đã đặt điều kiện rằng mình sẽ biến tất cả trở lại bình thường nếu bọn chúng chịu rời khỏi Amazon Lily. Nhưng Rodan một lần nữa cho thấy sự già rơ của mình, và cũng không quá bất ngờ nếu Tứ Hoàng Rodan cũng có Haki quan sát cấp cao nhìn trước tương lai gần, giống như Katakuri, Swain, Kaido hay là Luffy. Hay cũng có thể Rodan nhìn vào biểu cảm chẳng khác gì Luffy khi đang sầu ke này để đoán Bo Hancock đang lừa mình. Khi Rodan đã nói rằng cô biết đấy, ta không biết câu đâu, nhưng ta thấy ta mà thả cô ra, cô sẽ biến tất cả bọn ta thành đá phải không? Ta thật sự không nghĩ bất kỳ đàn ông nào có thể kháng lại được sức quyến rũ của cô. Đau đầu thật đấy, nhưng chắc là phải khử cô thôi. Và mẹ cho Kobe cố gắng ngăn cản, vì nếu giết bò sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng chẳng có điều gì cho thấy Rodan sẽ ngừng lại nếu không có sự xuất hiện của một hải tặc huyền thoại đầy mạnh mẽ mang tên Vua Bóng Tối Silver Ray, sư phụ của Luffy. Vậy là sau một thời gian rất dài nấp sau cánh gà sân khấu, thì Vua Bóng Tối Ray cũng đã quay trở lại sàn diễn và bắt đầu vai diễn để đời của mình. Không tấn công Rodan bằng Haki Bá Vương giống như cách xoay tốc đỏ đe dọa Roroc Ryokugyu, nhưng Ray cũng đã thể hiện sự nghiêm túc sẵn sàng ăn thua đủ với Rodan khi show diễn phần nào Haki Bá Vương đẳng cấp cao của mình. Không những vậy, Ray còn thẳng thừng nói ra quan điểm của mình với Rodan mà không một chút nào núng. Này, tên nhảy học việc trên tàu rau trắng, nó ra thì hơi trẻ con nhưng ta ghét ngươi. Và bạn thấy gì không? Hai năm trước ở Marineford khi gặp lại bố già rau trắng, Tích đã vô cùng ngông cuồng phách lối khi đã sưu được năng lực bóng tối Yami Yami trong tay. Nghĩ rằng với nó thì bố già rau trắng sẽ không có cách nào đánh bại được mình. Chỉ tới khi bị rau trắng dùng đại đao chém rách bả vai, ghi đầu xuống đất, chuẩn bị kết liễu bằng một cú đấm chấn động, thì Rodan mới thật sự bừng tỉnh nhận ra rau trắng vẫn còn quá mạnh, còn mình thì sắp chết tới nơi. Rodan thể hiện một ánh mắt kinh hãi thật sự, và đó cũng chính là ánh mắt mà Rodan dùng để nhìn vua bóng tối Rayleigh ngay lúc này. Một ánh mắt thật sự kinh hãi, dù rằng hiện tại Rodan đã mạnh hơn so với thời điểm 2 năm trước rất nhiều. Điều này có nghĩa là gì? Rodan đủ thông minh để nhận ra vua bóng tối Silver Rayleigh ở hiện tại còn mạnh hơn cả rau trắng ở Marineford 2 năm trước, mặc dù Rayleigh đã 78 tuổi. Và sẽ không thật sự không ngoan nếu đối đầu trực tiếp với Rayleigh ngay lúc này. Và không chỉ có Rodan mà cả Kobe cùng với bọn lính lát cũng kinh hồn bạc vía khi Rayleigh bất thình lình xuất hiện ở đây. Và tôi đã thật sự mong đợi được biết mức tiền truy nã của Rayleigh trong chapter này, nhưng Oda chỉ mới cập nhật mức tiền truy nã của Rodan với Bo Hancock, còn của Rayleigh vẫn là một ẩn số. Oda đang tính toán điều gì khi chưa cho biết tiết lộ mức tiền truy nã của Rayleigh? Đồng thời thì cũng giống như Tứ Hoàng Xoay Tóc Đỏ, dù là một kiếm sĩ nhưng thanh kiếm của vua tới Rayleigh không phải là kiếm. Và bạn thấy gì thú vị nữa không? Cả thầy và trò đều đi tông lao rất bình thường, nhưng sức mạnh và danh tiếng thì không hề tầm thường chút nào. Và cũng giống như cái cách Xoay Tóc Đỏ dừng trận chiến thượng đỉnh Marineford bằng uy tín của mình 2 năm trước, thì ngay lúc này với uy danh lừng lẫy của mình, vua bóng tối Rayleigh cũng đã đề nghị Bo Hancock hóa giải cho tất cả những ai bị hóa đá, và sau đó tất cả sẽ phải cuốn xéo khỏi Amazon Lily này mà không có bất cứ một trò ma cô nào nữa. Và đây là không tranh cuối cùng của đoạn hồi tưởng. Nó có nghĩa là gì? Tứ Hoàng Rodan đã phải chấp nhận rời khỏi Amazon Lily tay trắng, hoàn toàn không đạt được mục đích chiếm đoạt trái quỷ Mero Mero của Bo Hancock. Còn Hải Quân thì cũng rời đi theo cách tương tự mà không đạt được mục đích đề ra. Như vậy thì Rodan có thật sự từ bỏ việc cướp trái quỷ Mero Mero hay không vẫn rất khó nói. Và nếu không cướp được trái quỷ này, Rodan sẽ chuyển qua đối tượng nào khác đây? Rất tò mò về hành tung của Rodan ở hiện tại, vì mọi chuyện đã xảy ra được một vài tuần. Và tôi không hy vọng Rodan đang ở hòn đảo Nhân Sư để chờ đợi Phượng Hoàng Marco quay trở về rồi xử đẹp. Dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai. Còn ngay lúc này chapter quay trở lại hiện tại với một hình ảnh thật sự ấm áp ở Amazon Lily. Và là Rayleigh không đi tới đây một mình mà đi cùng với ông là người vợ kém 14 tuổi Saki. Và cũng từ đây chúng ta đã biết lý do vì sao Rayleigh lại thường xuyên xuất hiện ở hòn đảo phụ nữ này đến vậy. Vì sao Rayleigh lại rất được chào đón ở đây? Và đó là bởi người vợ Saki của ông, hay đúng hơn Sakuzaku, chính là nữ hoàng của Amazon Lily, là thiên trưởng của bang Hải Tặc Kuza trước Bo Hancock hai thế hệ.
Chúng ta đã biết bò hồng cốc trở thành nữ vương của Amazon Lily từ 13 năm trước, khi cô tròn 18 tuổi. Đồng thời theo như lời trưởng lão Gloriosa thì nữ vương trước bò hồng cốc đã chết vì một căn bệnh kỳ lạ, tức là bệnh tương tư. Và thậm chí bà lão Gloriosa cũng bị dính căn bệnh tương tư này, và bà đã phải rời hòn đảo, chắc là để đi theo người đàn ông kia, nhờ thế mà còn sống. Sau chuỗi lại, ta có thể hiểu rằng nữ vương Amazon Lily Sakuzaku đã từng si mê người đàn ông hơn mình 14 tuổi, vuông tối siêu Relay một cách cuồng dại, và bà đã phải rời bỏ ngôi vị đi theo Relay, rồi sau đó trở thành bà chủ quán rượu ở quần đảo Saudi như chúng ta đã biết. Và nữ vương sau đó thì không may mắn như vậy khi đã chết vào 13 năm trước vì căn bệnh tương tư, để rồi Bo Hancock lên kế vị. Và phải chăng với những gì đang xảy ra với Bo Hancock thì cô nàng cũng sẽ sớm đi theo Luffy, để lại ngôi vị nữ vương cho một chiến binh nào khác? Tôi nghĩ là không, bởi vì như thế thì bang Murom sẽ lọn lên mắt khi mà Sanji, Brook thậm chí là cả Usopp ngày nào cũng bị hóa đá. Dù sao thì đó cũng là chuyện tương lai. Còn ngay lúc này, Sakuzaku đã cảm thán rằng những tiến bộ của khoa học luôn đi đôi với phiền toái. Việc Vegapunk lót đá biển cho các chiến hạm hải quân khiến hòn đảo Amazon Lily dù nằm trong vành đai tinh lặng thì cũng không còn an toàn nữa. Còn Rayleigh thì cũng đâm chiêu nói rằng thật may khi ông đã giải quyết mọi chuyện em xuôi bằng danh tiếng của mình, tức ám chỉ cái danh vua uống tối cánh tay phải của vua Tacony Roger. Chứ nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Rodan ở hiện tại thì gần như ông không có cơ hội chiến thắng nào, bởi ông đã già. Ngay lúc này Rayleigh đang ngồi bên cạnh những người thân yêu của mình, nên không có lý do gì Rayleigh phải che giấu sự thật. Điều đó có nghĩa, mặc dù đẳng cấp sức mạnh của Rayleigh là không bàn cãi, nó hơn hẳn trình của một đô đốc hải quân, nhưng ở hiện tại tứ hoàng Rodan đã mạnh hơn vua uống tối siêu Rayleigh. Và nó cũng dễ hiểu, bởi Rayleigh đã 78 tuổi, còn Rodan chỉ mới 40 tuổi, với hai trái quỷ vô cùng bá đạo. Dù vậy thì trận chết chúa của Mang Hà, Rayleigh dù có thua nhưng Rodan cũng sẽ khó mà lành lặn được. Ngay lúc này Rodan thật sự đáng sợ, và tôi tự hỏi làm cách nào để một người ăn trái quỷ như Luffy có thể chiến thắng được một Rodan vô cùng bá đạo như thế. Đồng thời Rayleigh nói tiếp về việc hải quân thay thế hệ thống tắc vô hải bằng SSG, những người máy sinh học Pacifista thế hệ mới tên là Seraphim. Mà theo như lời của hai cô em Bo Hancock, sau trận chiến hai đứa trẻ đó không có một vết trầy xước. Đặc biệt hơn hết là một trong hai đứa đó có khuôn mặt giống hệt như Bo Hancock lúc nhỏ. Còn những người máy sinh học Seraphim này đáng sợ như thế nào? Nó chỉ đơn thuần là được tạo ra từ bộ gen của chủng tộc Lunaria hay còn gì khác? Thì tôi sẽ dành riêng một video ngắn để nói về nó. Bởi đây là một thông tin thật sự hấp dẫn, không thể nào nó qua loa, trong khi thời lượng của video này đã quá dài. Và khung tranh cuối cùng của chapter này là những hình ảnh về hải quân, đặc biệt là việc đội trưởng Kobe đã bị tứ hoàng Rodan bắt cóc, sống chết chưa rõ như thế nào. Phải chăng điều này sẽ là lý do để Frog Rockman khi đi gáp quay trở lại sân khấu? Tôi nghĩ là vậy, đây là thời điểm lý tưởng để gáp xuất hiện trở lại, bởi học trò của ông đang gặp nguy hiểm. Và một hiện thoại như Rayleigh cũng đã lên sân khấu thì không có lý do gì để gáp với Sengoku tiếp tục ăn mình. Rodan bắt Kobe vì lý do gì? Khả năng cao là để khai thác những bí mật về Vegapunk cũng như vũ khí mới SSG, những người máy sinh học Seraphim. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về One Piece Chapter 1059 mới nhất đẹp dẫn này. Hy vọng anh em thích video, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.